Trời các bạn, đây tập được nguyên con dê luôn nè. Khu ẩm thực chợ đêm thành phố Hoa Điền, một phần của con đường tơ lụa hiện tại các bạn ha. Rồi đông vui lắm luôn. 15 mà. Ồ, dữ vậy. Châu chấu cũng có. Con này cái gì ạ? Que cua bếp đó. Trời, cái này bằng chát này, không ngon đâu. Cua tiết ăn không ngon. Vậy, bà con châu chấu nè. Cái cá này cái gì luôn? Cái da bò. Rồi, dùng cá da bò ha. À, xe xe nè. Wow. Rồi tiếp tục qua đây, gà nướng, bồ câu nướng. Nhưng mà đây họ nướng cảm giác là nó hơi tới lửa hay sao á. Sao mà thấy nó nướng nó có quá lửa không? Ăn không? Ăn gì? Ăn cái đùi gà đó. Sao thấy nó hơi khô của mình? Ừ, nó hơi khô. Phải không? Gì vậy? Mấy cái nào ngon nữa. Đồ tươi nhìn có vẻ ngon hơn một cái đồ đã nướng rồi không? Wow, cái này vậy đây. Rồi biết cũng con nào là dê, dê. Chắc vậy quá. Còn cái này treo cái cực của nó nè. Đi hào, đi hào. Chúng ta là người ngoại quốc, chúng ta sẽ làm gì? Dạng đàn. Dạng đàn á? Chuyện dây về đó. Ồ, chú sư, xe xe này á. Dạng đàn. Em thấy quay ngoài à. Dương đơn á. Dương đơn gọi là gì ta? Dương hoài. Không, nó phải có một cái tên gì đẹp hơn chứ, gọi là Ngọc gì đó. Dương Dương Ngọc hả? Ngọc Dương hả? Ngọc Dương hả? Ngọc Dương đúng không ta? Wow, lần đầu tiên mình thấy luôn á. Ngọc Dương đó các bạn. Chân dây về. Số tư bảo số khẩu phương sử tử điển. Giống giống nhau phải không? Giống nhau hết rồi. Cái gì? Ủa tôm hùm mini hả? Ồ tôm hùm luôn hả? Ồ à, phản xia. Rồi thử nó không có, nó có hết rồi. Trời ơi. Ê, chú thế là phải như thế hả?